Đây là hắt kính zin cho Pro nhá. Có từ đời 20-19 luôn này. Đấy. Đây là đặt vào đúng ở đây zin, ốp zin luôn nhá. Đây, hiển thị 6 tính năng, vòng tua máy này, hắt kính, báo ở cửa này, phanh tay này, đúng không? Báo cả phanh tay này, báo cả nhiệt độ nước làm mát này và điện áp của xe này, và hiển thị cả dặm luôn nếu thích chạy bằng dặm, nếu ông ở Tây, nếu ông ở Việt Nam, nếu ông chạy km/h. Cắm zin ở đây, ốp sập vào đây là xong. Cắm zin vào cổng UVD. km/h dưới của chúng ta là cái gì đây, là con này lại còn thêm cả tính năng nữa là hiển thị số lít tiêu thụ trên 100 cây. Đấy, hiển thị số lít tiêu thụ trên 100 cây rất là tuyệt vời luôn này. Nhưng mà Pro này thì zin toàn bộ rồi, nhìn thấy không, ánh sáng cực kỳ dịu luôn nhá. Đây nhá, đây là quay hoàn toàn mộc cho các bạn. Đây là quay, cứ nói chuyện thoải mái đi em. Đây là quay hoàn toàn mộc cho các bạn xem nhá. Đang review đấy, con đây là dặm này. Đây là hiển thị dặm này. Đây hiển thị dặm. Thế nào? Sáng cực kỳ dịu luôn. Mazda 3. Hắt kính cho Mazda 3. Đấy rồi. Hiển thị bằng dặm này. Xin lỗi các bạn bởi vì góc này nó hơi khó một tí, vừa lái vừa nhìn. Đây là hiển thị độ C. Độ C tức là con này là hiển thị độ, đây là cái này là hiển thị nước làm mát. Đây hiển thị nước làm mát máy. Đấy, hiện tại bây giờ nước làm mát chúng ta đang ở 90 độ. Chưa luộc được gà. Đây là cái gì đây? Đây là điện áp bình AQ, vôn. Vôn là điện áp, báo điện áp của bình. Điện áp thì con này thì ga bắt đầu vòng tua, máy phát lên thì 13 vôn mấy chuẩn luôn rồi. Đây là 8,3, 8,4 là cái đó gì nhỉ? 8,3, 8,4. À, đây lít tiêu thụ. Đây lít tiêu thụ, đây số lít. Tức là nếu mà nó đang đi, chúng ta ga ở tốc độ này thì con này nó chơi vào tầm khoảng 12,4 lít trên 100 cây. Nếu mà tốc độ chậm như này. Còn nếu... Đây là km. CRV đằng sau. Quay sát vào đây cho anh em nhìn cho dễ này. Đấy, hiển thị ánh sáng cực kỳ dịu luôn. Đây là chúng ta sẽ thử là thử cho các bạn thấy là hiển thị cả phanh tay nhá. Phanh tay là kéo phanh tay này, thấy không? Đấy, phanh tay đang kéo, hạ phanh tay nhá. Đấy, chấm than mất này. Đấy, phanh tay. Hiển thị phanh tay này. Mở cửa đấy, mở. Đấy rồi, mở cửa bên phụ, trước phụ đây. Đây đang báo đây. Đang báo trước phụ này. Chuẩn đéo vãi đái luôn này. Mở cửa bên lái này. Đấy, thấy không? Đây là review cực kỳ mộc nhá, mộc luôn nhá, đéo chỉnh sửa gì luôn này. Rồi, con này hình như nó có cái cả sinh nhan hay sao không ạ? Phải không? Cái sinh nhan, cái kia nó báo cảnh báo, hình như là cảnh báo hở cửa đây. Nó sẽ cảnh báo. Rồi ok. Đấy nhá. Vừa lái vừa quay là hơi khó vì cái góc này thì chắc bạn quay bạn không đi theo được. Đây đang quay bằng điện thoại. Đây góc này thì cơ bản thì một bộ hắt kính zin theo xe như này thì nó sẽ bao gồm khoảng 6 tính năng. Thứ nhất là hiển thị tốc độ, tốc độ thì chuẩn 100% rồi, khẳng định luôn. Còn thứ hai là vòng tua máy, và thứ ba là tiêu hao nhiên liệu, thứ tư là cảnh báo hở cửa, thứ năm là cảnh báo phanh tay, thứ sáu là cảnh báo điện áp bình AQ, à còn 7 tính năng, đã phải 6 tính năng. Thứ bảy là cảnh báo nhiệt độ nước làm máy, làm mát. Làm mát. Và con này chuyển sang dặm được nhá, anh em có thể chuyển sang dặm được luôn. Nếu mà ông chạy ở Tây. Chắc chạy vùng Trinidad và Tobago đấy thì đấy thì nó sẽ chạy lại bằng dặm. Quan trọng nhất là thực ra là ưng nhất ở cái hắt kính này, thứ nhất là ánh sáng rất là dịu. Nó không bị chói như những dòng hắt kính mà lắp thêm kia. Tiền nào của đấy, thực ra nó cũng hơn cái kia có gấp rưỡi thôi, không đắt lắm đâu. Thôi thôi nhá, chào anh em nhá, không để mic nhá, nên là giọng nó hơi hơi bị ồ một tí nhá.